Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Giáo dục và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, cùng với dạy tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục và áp dụng mô hình trường học mới VN, thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học thay vì chấm điểm sử dụng phương án nhận xét, đó là những nội dung cơ bản trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học. Cho đến thời điểm này, năm học 2014-2015 đã kết thúc. Những kết quả sau một năm thực hiện thông tư 30, bên cạnh những ưu điểm về tính nhân văn sâu sắc thì cũng còn không ít những khó khăn. Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cách đánh giá học sinh tiểu học có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Do vậy, từ năm học 2014-2015, thông tư 30 được triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống các trường tiểu học trên cả nước, trong đó có gần 300 đơn vị trường cấp tiểu học của tỉnh Hà Giang. Thay vì dùng điểm số, giáo viên sẽ nhận xét định tính hoặc định lượng kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học. Về việc đánh giá, khen thưởng, thông tư cũng nêu rõ các lĩnh vực đánh giá, bao gồm quá trình học tập từng môn học và tham gia các hoạt động giáo dục khác. Đó là những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, năng khiếu, hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục. Xếp loại từng học sinh đối với từng môn học, từng hoạt động giáo dục sẽ thuộc một trong hai mức là hoàn thành hoặc chưa hoàn thành. Quá trình đánh giá cũng tương tự đối với mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức và xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức đạt hoặc chưa đạt. Thực hiện theo thông tư 30, động lực của việc học chuyển từ sự ganh đua về điểm số sang sự tìm tòi cái mới mẻ của kiến thức và hiểu biết. Thông tư cũng nhằm giảm thiểu bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo, hướng đến nền giáo dục thực dạy, thực học ngay ở cấp đầu tiên, cấp tiểu học. Việc triển khai thông tư đã được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng tại các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ tháng 10 năm 2014. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thì chúng tôi có thể nói là tổ chức triển khai cái thông tư 30 này rất kỹ lưỡng, rất bài bản và rất cụ thể. Trước hết là chúng tôi làm tốt công tác chỉ đạo triển khai. Song song với đó là chúng tôi tiến hành tổ chức tập huấn từ tập huấn cốt cán ở cấp tỉnh cho đến chỉ đạo các huyện, các phòng giáo dục đào tạo các huyện tập huấn cho tất cả giáo viên. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cấp thêm bổ sung kinh phí cho công tác tập huấn này. Và có thể nói đến khi mà kết thúc học kỳ 1 thì tất cả 100% giáo viên tiểu học đã được tập huấn một cách đầy đủ, chi tiết, kỹ lưỡng. Và chúng tôi cũng đã tổ chức các hình thức truyền thông phổ biến quán triệt tới tất cả phụ huynh cũng như là các cán bộ, giáo viên, nhân viên khác để cho mọi người cùng hiểu, cùng chia sẻ cái thông tư 30. Năm học 2014-2015, nhà trường đã nghiêm túc triển khai thông tư 30 với 100% cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường. Nhìn chung là giáo viên nhận thức rất là đầy đủ và trách nhiệm, nêu cao cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện thông tư 30. Kết thúc năm học 2014-2015, hầu hết các nhà trường, giáo viên đều đánh giá cao về ưu điểm vượt trội của việc thực hiện thông tư 30, đó là giảm tải áp lực học tập của học sinh và cả phụ huynh thông qua điểm số. Việc nhận xét đã động viên, khích lệ kịp thời tinh thần học tập của học sinh, đồng thời phương pháp giảng dạy cả các thầy cô giáo cũng được đổi mới, trải nghiệm cùng với học sinh để nắm bắt và hiểu từng em học sinh hơn. Thông tư 30 đánh giá học sinh tiểu học theo 3 nội dung. Thứ nhất là về chuẩn kiến thức kỹ năng, cái mức độ hoàn thành của học sinh. Và thứ hai đó là sự hình thành và phát triển của học sinh về năng lực. Thứ ba là sự hình thành và phát triển của học sinh về phẩm chất. Và ba cái nội dung đó đã tạo cho học sinh một cái môi trường phát triển một cách toàn diện và hài hòa. Và mục đích của thông tư 30 này đó là đánh giá học sinh vì cái sự tiến bộ của học sinh. Và thứ hai nữa là tôi thấy là việc đánh giá học sinh bằng nhận xét thì đã một phần nào đó để giảm cái áp lực về học tập cho học sinh. Sau một năm thực hiện cái thông tư 30 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì tôi là một giáo viên bộ môn thì tôi thấy có những cái mặt được như này. Có ba cái thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là giáo viên
tự đánh giá được học sinh qua từng cái hoạt động và từng tiết học. Thuận lợi thứ hai đó là học sinh tự đánh giá được bản thân mình và đánh giá cho bạn. Và cái thuận lợi thứ ba nữa đó là không gây áp lực cho học sinh. Cùng với đó, kết quả đánh giá học sinh được đảm bảo chính xác, khách quan và thực chất hơn. Học sinh phát huy được vai trò tự chủ, tự đánh giá trong việc tham gia nhận xét, góp ý với các bạn trong lớp. Hơn nữa, quá trình đánh giá không chỉ từ phía chủ quan của giáo viên mà còn có sự tham gia của các bậc phụ huynh. Đã có rất nhiều em học sinh tự nhận mức đánh giá ở mức thấp hơn phù hợp với khả năng so với mức đánh giá của thầy cô giáo. Đó là điểm khác, mới mẻ và chuyển biến tích cực từ chất lượng giáo dục và đào tạo thông qua thực hiện thông tư 30. Theo thông tư 30 thì các em hoàn thành mỗi một nhiệm vụ khác nhau và đối tượng học sinh trong lớp thì cũng hoàn thành nhiệm vụ ở thời gian khác nhau. Chính vì vậy việc đánh giá học sinh rất thuận lợi cho các em và giúp các em tự tin và các em như vậy là phấn khởi, vui và học, học mà vui. Khác với đánh giá điểm số trước nay là chúng ta toàn cho điểm 9, điểm 10. Chúng ta công nhận cái điểm đó là điểm khá giỏi chứ chưa công nhận quá trình giảng dạy của giáo viên cũng như quá trình học tập của học sinh. Vì các em tâm lý trẻ còn rất là nhỏ. Cái quá trình vậy thì theo tôi thì cái thông tư 30 rất hết sức phù hợp đối với đối tượng học sinh và tâm lý phát triển của trẻ cũng như quá trình học tập, giúp các em hoàn thành mục tiêu bài tốt hơn. Về cái đánh giá điểm của các em thì chúng ta còn cái việc là thi đua khen thưởng. Trong quá trình thi đua khen thưởng thì trước đây thì chúng ta cứ coi điểm 9, điểm 10 là học sinh giỏi và 8, 7, 8 là học sinh khá. Thì bây giờ chúng ta có cơ hội được khen thưởng các em ở mọi mặt, kiến thức kỹ năng, năng lực phẩm chất. Thế rồi là chúng ta dùng đạt và chưa đạt và hoàn thành, giúp các em không tự ti tự và các em tự tin hơn, giúp các em không mặc cả. Đây là một tính rất nhân văn, giúp các em như vậy là phát triển toàn diện. Nhìn chung, việc bỏ chấm điểm, quan tâm thực chất năng lực học sinh là tinh thần xuyên suốt thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh tiểu học. Qua một năm, cái được lớn nhất là xóa dần tâm lý học thực dụng chỉ vì điểm số. Song, để thực hiện được bước chuyển quan trọng, cần có thêm thời gian vì quá trình thực hiện đã bộc lộ những khó khăn phát sinh. Một năm học vừa qua, thực hiện theo thông tư 30 đổi mới cách đánh giá học sinh tiểu học. Bên cạnh những ưu điểm, đã có rất nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đầu tiên đó là năm đầu tiên triển khai nên cách làm ở nhiều trường còn lúng túng vì chưa làm bao giờ. Cách làm mới lại đòi hỏi giáo viên dành nhiều thời gian quan tâm, theo dõi, quan sát các mặt hoạt động của học sinh hơn so với lối cho điểm cũ. Nên nhiều thầy cô chỉ nhìn ra cái khó, cái mệt do thông tư này gây ra và thực hiện có nhiều phần đối phó. Hơn nữa, áp lực thời gian, sổ sách và khó khăn trong từng lời nhận xét đang là băn khoăn của không ít thầy cô giáo. Làm sao cho học sinh biết rõ năng lực của bản thân bằng vài dòng đánh giá? Làm sao có đủ thời gian để quan sát, theo dõi, nhận xét và động viên học sinh khi mỗi tiết học chỉ kéo dài 35 phút? Đối với giáo viên chủ nhiệm, đó là 30 đến 40 em học sinh. Nhưng đối với giáo viên bộ môn chung, có trường lên đến 500 đến 700 em học sinh. Theo các giáo viên, họ mất từ 3 đến 5 phút cho việc ghi lời nhận xét vào vở một học sinh. Đó là chưa kể hàng tuần, hàng tháng và nặng nhất là cuối học kỳ. Mỗi giáo viên phải đánh giá, ghi chép vào rất nhiều cuốn sổ như sổ quản lý giáo dục, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, sổ liên lạc, học bạ. Trong đó, không ít sổ yêu cầu tương tự nhau, nhưng giáo viên vẫn cứ phải ghi đi, chép lại tỉ mỉ, tốn rất nhiều thời gian. Nói khó khăn là chủ yếu là các cô là ghi nhận xét vào vở của học sinh. Đấy, hầu như là các cô giáo nào cũng thấy là ghi vào vở học sinh là ghi nhiều. Nếu ví dụ mà ghi ngay trực tiếp ngay lúc đấy thì không có đảm bảo thời gian để ghi. Thế nếu mà sau cuối giờ mà lại thu cả lớp về thì cũng không có thời gian để ghi được. Đối với những giáo viên dạy môn chung như ở trường chúng tôi thì chúng tôi thấy là với số lượng học sinh rất là đông, hơn 700 em, thì cái sự nhận xét, quan sát, nhận xét để đánh giá các em thì rất là khó khăn. Yêu cầu giáo viên cần phải có một cái quan sát một cách rất là tổng hợp và kịp thời. Và một cái khó khăn nữa là khi nhận xét trực tiếp vào vở của học sinh ấy, thì với những cái lớp đông như ở cơ sở chúng tôi thì lên tới hơn 30 em thì việc nhận xét vào vở thì mỗi một tiết học chỉ được từ 3 đến 4 em.
đối với giáo viên bộ môn, đó là thứ nhất là phải mất rất nhiều thời gian để ghi cái sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Thứ hai nữa là khi mà ghi cái sổ, cái lời nhận xét ấy, thì giáo viên cũng cần phải cân nhắc rất là kỹ, vì những cái nội dung nó còn trùng lặp ấy, vì là ghi quá nhiều. Công tác khen thưởng theo thông tư 30 cũng còn những điểm khó. Do quy định quá chung chung nên cách khen thưởng rất khó thực hiện, dẫn đến tình trạng ở mỗi đơn vị trường học lại có cách khen thưởng khác nhau. Khen thưởng học sinh thì trong thông tư 30 hướng dẫn còn chung chung, chưa cụ thể, dẫn đến việc giữa lớp này với lớp khác cũng còn phải bàn bạc, và nội dung khen thưởng học sinh giữa trường này với trường khác cũng không thống nhất, dẫn đến cái khó khăn cho đánh giá học sinh và nhận xét học sinh cũng như là khen thưởng học sinh. Từ phía các bậc phụ huynh, cũng do là năm đầu triển khai, đa số các bậc phụ huynh chưa nắm và hiểu hết về thông tư 30 nên còn tâm lý lo lắng, e ngại. Nếu như trước đây căn cứ vào điểm số để theo dõi việc học tập của con em mình, thì nay họ không biết phải căn cứ vào yếu tố nào. Hình thức khen thưởng mới, các bậc phụ huynh cũng không khỏi băn khoăn con mình được xếp loại ở mức nào. Sau cuối một cái kỳ học ấy, thì mới có kết quả, mà cuối kỳ học của chúng tôi mới biết được. Chứ còn trong cái năm học, giữa năm học chúng tôi cũng không biết rằng là con mình học như thế nào. Cái thứ hai nữa là lại không được chê, mà chỉ có khen thôi. Đấy, mà khen thì các em có thể các em học kém vẫn cứ khen. Đấy, cho nên là cái đấy rất là lo lắng của phụ huynh chúng tôi. Cái khó còn ở chỗ, thông tư 30 quy định giáo viên phối hợp với gia đình trong đánh giá học sinh. Mà thực tế từ trước tới nay, nhà nhà quen khoán trắng việc dạy và đánh giá cho thầy cô. Họ quá tin cậy vào đánh giá đó, chủ yếu qua điểm số, nên việc phối hợp cùng gia đình đánh giá hiện nay khó thực hiện, hoặc thực hiện chỉ mang tính hình thức. Đó là chưa kể, trên địa bàn tỉnh ta, chủ yếu vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều bậc phụ huynh không mấy quan tâm đến việc học tập của con em. Phải khẳng định, thông tư 30 đang diễn ra là một phần trong lộ trình đổi mới việc đánh giá học sinh tiểu học nói riêng và ngành giáo dục và đào tạo nói chung. Tinh thần của thông tư 30 thực sự rất tiến bộ và nhiều ý nghĩa tích cực. Song, để thông tư đi vào đời sống, cần có thêm quỹ thời gian và có thêm các giải pháp tháo gỡ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo tôi, không những riêng mình tôi mà tất cả những giáo viên là muốn kiến nghị đến Bộ Giáo dục, đó là hạn chế cái sự ghi chép của giáo viên trên vở của học sinh, thay vào đó chỉ nhận xét bằng lời thôi để giúp đỡ các em trong các tiết học. Theo tôi nghĩ, để làm được thì vấn đề về ban giám hiệu nhà trường cùng với cán bộ giáo viên, chúng ta phải trải nghiệm hơn về cái vấn đề thông tư 30, đặc biệt tuyên truyền các bậc phụ huynh như các cơ quan ban ngành để chúng ta cùng hiểu mà cùng quan tâm. Cái được cho học sinh đó là mọi người cùng quan tâm đến đối tượng học sinh. Còn cái mà tồn tại thì theo tôi nghĩ trong thông tư 30 thì cái cách việc nhận xét các em học sinh đối với giáo viên chủ nhiệm thì nó quá nhiều. Đối với giáo viên bộ môn thì còn nhiều hơn. Chúng ta đang chú trọng vào tiết dạy, đang chú trọng về cái chất lượng học sinh thì bây giờ chúng ta lại chi phối quá nhiều về cái lời nhận xét. Cái việc thứ hai nữa về trong cái thi đua khen thưởng thì theo tôi thì nên cụ thể. Đợt này chúng tôi tuyên truyền tới tất cả các chính quyền của địa phương, các xã, phường, thị trấn, cho đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đến từng phụ huynh học sinh qua cái kênh thông tin từ nhà trường tới phụ huynh và qua từ phòng giáo dục tới các cấp chính quyền của địa phương, thì để cho tất cả mọi người cùng hiểu cái thông tư này. Và trong quá trình hiểu thì mọi người sẽ có sự chia sẻ. Thứ nhất là đồng cảm, chia sẻ với ngành giáo dục. Thứ hai là chúng tôi cũng muốn tham góp ý kiến của rộng rãi, đông đảo nhân dân, phụ huynh để cùng tiếng nói với ngành giáo dục, và chúng tôi sẽ có những cái đề xuất kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo để có thể bổ sung chỉnh sửa. Với những đánh giá sơ bộ sau một năm triển khai thực hiện thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới đánh giá học sinh tiểu học, mong rằng những ý kiến của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang sẽ đóng góp thêm để Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn mà các trường đang gặp phải. Có như vậy mới phát huy cao nhất tinh thần, ý nghĩa và mục tiêu của thông tư đầy tính nhân văn này.